AVZ, giải bài tập full môn, soạn văn hay nhất, học livestream miễn phí, tương tác trực tiếp với giáo viên hàng đầu. Vào thư viện app, tải ngay AVZ. Chào các học sinh thân mến, cô Hiền rất vui khi được tiếp tục đồng hành cùng với các con trong chương trình môn tiếng Việt lớp 5. Tiết học ngày hôm nay của chúng mình, nếu nhìn vào tiêu đề video thì chắc hẳn các con đã biết được đây chính là một tiết tập đọc đúng không nào? Vậy thì bây giờ cô và các con chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu những bài tập đọc tiếp theo của chủ điểm Vì cuộc sống thanh bình. Trước khi bước vào tiết học ngày hôm nay, cô mời các con chúng mình quan sát vào bức tranh ở trên bảng cho cô. Quan sát bức tranh này và các con hãy mô tả cho cô biết những gì mà con nhìn thấy ở trong bức tranh nhé. Ở đây chắc chắn các con có nhìn thấy, không gian đây chính là công đường đúng không? Tiếp theo ở đây có một vị quan. Bởi vì sao chúng ta biết đây là vị quan? Bởi vì ở dưới đây có một người lính mặc áo đỏ này. Dưới nữa thì có hai người phụ nữ, một người thì đang khóc lóc này, một người thì đang tranh cãi. Và ở xa xa là những người dân đang vô cùng tò mò và theo dõi. Vậy thì chuyện gì xảy ra với hai người phụ nữ này? Và viên quan có đưa ra được những quyết định hợp tình hợp lý để hai người phụ nữ phải tâm phục khẩu phục hay không? Thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu và trả lời những câu hỏi đó trong bài tập đọc ngày hôm nay. Cô mở con mở sách giáo khoa trang 46 và 47 để chúng ta tìm hiểu bài tập đọc ngày hôm nay. Bài tập đọc của chúng mình có tên gọi Phân xử tài tình của tác giả Nguyễn Đồng Chi. Cũng như những tiết tập đọc lần trước thì trong tiết tập đọc này không có gì thay đổi cả. Chúng mình vẫn có hoạt động đầu tiên là luyện đọc đúng, tiếp theo là tìm hiểu bài. Và sau khi đã hiểu được nội dung chính của bài rồi thì chúng mình sẽ sang hoạt động số 3 là hoạt động luyện đọc hay. Bây giờ cô mời các con chúng mình bước vào hoạt động đầu tiên luyện đọc đúng. Cũng như mọi khi thì cô sẽ đọc cho các con nghe một lần bài tập đọc Phân xử tài tình. Trong quá trình cô đọc thì chúng mình lưu ý là phải theo dõi vào trong sách giáo khoa, đọc thầm theo cô. Đồng thời ở đây các con sẽ suy nghĩ cho cô câu hỏi, đó chính là trong bài tập đọc này thì chúng mình sẽ chia thành mấy đoạn để thuận tiện cho các con trong việc luyện đọc đúng cũng như là tìm hiểu bài nhé. Phân xử tài tình. Xưa có một vị quan án rất tài, vụ án nào ông cũng tìm ra manh mối và phân xử công bằng. Một hôm có hai người đàn bà đến công đường. Một người mếu máo: "Bẩm quan, con mang vải đi chợ, bà này hỏi mua rồi cướp tấm vải, bảo là của mình." Người kia cũng rưng rưng nước mắt: "Tấm vải là của con, bà này lấy trộm." Đòi người làm chứng nhưng không có, quan cho lính về nhà họ xem, cả hai đều có khung cửi như nhau, cùng mang vải ra chợ bán hôm ấy. Ngẫm một lát, quan ôn tồn bảo: "Hai người đều có lý nên ta xử thế này. Tấm vải xé đôi, mỗi người một nửa." Thừa lệnh, lính đo vải xé ngay. Một người đàn bà bật khóc. Lập tức, quan bảo đưa cả tấm vải cho người này rồi thét chói người kia lại. Sau một hồi tra hỏi, kẻ kia phải cúi đầu nhận tội. Một tuần khác, quan tới vãn cảnh một ngôi chùa. Sư cụ đón tiếp kính cẩn rồi nhờ tìm hộ số tiền của nhà chùa bị mất. Quan nói sư cụ biện lễ cúng Phật, rồi gọi hết sư sãi, kẻ ăn người ở trong chùa ra, giao cho mỗi người cầm một nắm thóc và bảo: "Chùa ta mất tiền, chưa rõ thủ phạm. Mỗi người hãy cầm một nắm thóc đã ngâm nước, rồi vừa chạy đàn, vừa niệm Phật. Đức Phật rất thiêng, ai gian, Phật sẽ làm cho thóc trong tay kẻ đó nảy mầm. Như vậy, ngay gian sẽ rõ." Mới vài vòng chạy, đã thấy một chú tiểu thỉnh thoảng hé bàn tay cầm thóc ra xem. Quan lập tức cho bắt chú tiểu vì chỉ có kẻ có tật mới hay giật mình. Chú tiểu kia đành nhận tội. Như vậy, cô đã đọc cho các con lắng nghe một lần bài tập đọc Phân xử tài tình. Vậy thì bây giờ các con hãy trả lời cho cô câu hỏi vừa rồi mà cô đã đặt ra với chúng mình. Đó chính là trong bài tập đọc này thì chúng mình sẽ chia thành mấy đoạn. Thì ở đây chúng ta sẽ thống nhất với nhau, trong bài tập đọc này cô và các con chúng mình sẽ cùng nhau chia thành hai đoạn tương ứng với hai vụ án. Đoạn thứ nhất là từ đầu cho đến cúi đầu nhận tội, và đoạn hai từ lần khác đến đành nhận tội. Đây là tương ứng với hai vụ án trong câu chuyện này. Để có thể đọc đúng và trôi chảy bài tập đọc Phân xử tài tình thì các con lưu ý cho cô chúng mình cần phải đọc chính xác một số từ khó có trong bài.
Đó là những từ nào các con quan sát lên bảng này? Từ đầu tiên, mếu máo. Từ thứ hai, biện lễ. Từ thứ ba, hung cười. Và từ cuối cùng là dưng dưng. Vậy thì bây giờ các con đọc lại một lần nữa những từ này cùng với cô nhé. Mếu máo, biện lễ, hung cười, rưng rưng. Được chưa nào? Ngoài ra trong bài này thì các con thấy có một số câu văn dài. Chính vì vậy các con cần phải lưu ý ngắt nghỉ câu sao cho phù hợp. Ở đây cô lấy hai câu để các con có thể hình dung. Và cũng như ở lần trước thì cô sẽ đọc và các con sẽ đoán xem là cô ngắt nghỉ hơi ở những vị trí nào nhé. Các con lắng nghe này. Lập tức con bảo người đưa cả tấm vải cho người này rồi thét chói người kia lại. Quan lập tức cho bắt chú Tiểu vì chỉ có kẻ có tật mới hay giật mình. Ở đây cô đã ngắt ở những vị trí như sau. Chúng mình quan sát ở trên bảng nhé. Ngoài việc ngắt nghỉ câu thì chúng mình cũng phải lưu ý là giải nghĩa một số từ khó có trong bài. Chúng ta sẽ đến với phần chú giải để cùng nhau giải nghĩa những từ khó có trong bài. Hiểu được những từ khó này thì chúng mình sẽ thuận lợi hơn trong việc tìm hiểu nội dung chính của bài. Ở đây, từ đầu tiên, quan án. Quan án có nghĩa là chức quan thời xưa chuyên lo việc điều tra và xét xử. Và ngày nay thì vị trí này tương ứng với các thẩm phán, được chưa nào? Tiếp theo, vãn cảnh có nghĩa là đến ngắm cảnh đẹp. Biện lễ là lo liệu, sắm sửa lễ vật. Sư vãi chính là những người tu hành ở trong chùa nói chung này. Đàn thì ở đây các con quan sát trên màn hình, đây chính là đàn Nam Giao ở Huế. Nơi đây chính là nơi mà ngày xưa các vị vua đã tiến hành các nghi thức tế lễ để đều thực hiện ở đàn Nam Giao này. Ngoài ra bên cạnh đây thì là một cái đài người ta tự dựng lên để thờ Phật. Được chưa nào? Vậy thì các con đã hiểu thế nào là đàn chưa? Tiếp theo, chạy đàn có nghĩa là nghi lễ chạy quanh đàn cúng. Ngoài những từ ngữ này ra thì các con cần phải lưu ý một số từ, nhất là công đường. Thì quan sát trên màn hình, hai hình ảnh này đây chính là những hình ảnh về những công đường ngày xưa. Công đường chính là nơi mà các vị quan làm việc. Tiếp theo là hung cử. Hung cử thì đây chính là một dụng cụ dệt vải thô sơ trước đây. Và năng suất khi mà sử dụng những hung cử này thì khá là thấp. Rồi, như vậy thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu phần chú giải, giải nghĩa một số từ khó có trong bài. Hiểu được những từ này rồi thì bây giờ cô và các con chúng ta sẽ bước sang hoạt động số 2, đó chính là tìm hiểu bài. Để có thể tìm hiểu được nội dung của bài tập đọc phân xử tài tình này thì cô và các con chúng mình sẽ cùng đọc từng đoạn này, trả lời các câu hỏi có trong sách giáo khoa và rút ra được nội dung chính của bài tập đọc đó. Nào, bây giờ chúng mình sẽ đến với câu hỏi đầu tiên. Hai người đàn đà đến công đường nhờ quan phân xử việc gì? Vậy thì để biết được thì không có cách nào khác, chúng ta phải đọc đoạn 2 và nhận ý ra. À, đoạn 1 và nhận ý. Xưa có một vị quan án rất tài, vụ án nào ông cũng tìm ra manh mối và phân xử công bằng. Một hôm có hai người đàn bà đến công đường, một người mếu máo. Bẩm quan, con mang vải đi chợ, bà này hỏi mua rồi cướp tấm vải bảo là của mình. Người kia cũng rưng rưng nước mắt, tấm vải là của con, bà này lấy trộm. À, như vậy thì con thấy ở đây hai người đàn bà đến công đường nhờ quan phân xử về việc mất cắp tấm vải, đúng không? Hai người này đều cho rằng tấm vải là của mình và người kia là kẻ cắp. À, một vụ án tưởng chừng như đơn giản thế này thôi, nhưng khi tiến hành điều tra lại gặp vô cùng vô vàn những khó khăn. Vậy thì viên quan này đã sử dụng những biện pháp gì để có thể phá vụ án, để có thể tìm ra được người lấy trộm tấm vải? Cô và các con chúng mình cùng đọc đoạn tiếp theo và trả lời câu hỏi. Quan án đã dùng những biện pháp nào để tìm ra người lấy cắp tấm vải? Bây giờ chúng ta cùng đọc tiếp đoạn 1 nhé. Đòi người làm chứng nhưng không có, quan cho lính về nhà họ xem. Cả hai đều có khung cử như nhau, cùng mang vải ra chợ bán hôm ấy. Ngẫm một lát, quan ôn tồn bảo, hai người đều có lý nên ta xử thế này. Tấm vải xé đôi, mỗi người một nửa. Thừa lệnh, lính đo vải xé ngay. Một người đàn bà bật khóc. Lập tức, quan bảo đưa cả tấm vải cho người này, rồi thét chói người kia lại. Sau một hồi tra hỏi, kẻ kia phải cúi đầu nhận tội.
À, như vậy ở đây các con thấy là quan án đã dùng rất nhiều những biện pháp để có thể tìm ra được kẻ lấy cắp tấm vải đúng không? Đầu tiên là gì? À, đòi người làm chứng nhưng không có này. Đầu tiên đòi người làm chứng, nhân chứng đúng không? Người làm chứng tức là người hiểu và biết rõ toàn bộ cái quá trình cái sự việc đó. Thứ hai là vật chứng đúng không? Là cho lính đến nhà xem xét. Nhưng kết quả là gì? Cả hai người phụ nữ đó trong nhà đều có khung cửa như nhau. Thì có nghĩa là cả hai người này đều có khả năng là những người đã dệt ra tấm vải đó đúng không? Như vậy thì dựa vào nhân chứng, vật chứng đều không có kết quả. Vậy thì ở đây chúng ta dường như cảm thấy rằng là vụ án đã rơi vào bế tắc đúng không? À, khi mà phá án thì người ta sẽ thường tìm nhân chứng và vật chứng để có thể lần ra toàn bộ và sự việc ấy. Thế mà cả hai, cả nhân chứng cả vật chứng đều không có, thế thì vụ án này sẽ phá thế nào đây? À, thì đột nhiên quan đã đưa ra một biện pháp, đó chính là hai người đều có lý nên ta xử thế này. À, tấm vải xé đôi, mỗi người một nửa. À, vậy thì vì sao quan làm như thế? Chúng ta cùng đọc tiếp này. Thừa lệnh, lính đo vải xé ngay. Một người đàn bà bật khóc, lập tức quan đưa cả tấm vải cho người này, rồi thét chói người kia lại. Và quả nhiên sau một hồi tra khảo thì người kia phải chịu tội đúng không nhỉ? À, vậy thì tại sao? Vậy thì theo con, tại sao quan lại cho rằng cái người đàn bà mà không khóc lại chính là người lấy cắp tấm vải? Đây cũng chính là câu hỏi mà các con phải trả lời. Vì sao quan cho rằng người không khóc chính là người lấy cắp tấm vải? À, các con ạ, bởi vì sao? Bởi vì quan là người thấu hiểu cái sự vất vả, cái nỗi nhọc nhằn của người dân lao động đúng không? Họ phải ngày đêm làm việc mới có thể dệt ra một tấm vải để mang ra chợ bán, để kiếm tiền mưu sinh nuôi sống cả gia đình. Trước cái sự lao động vất vả của mình như thế mà bị cướp thì chắc chắn họ sẽ vô cùng đau xót. Chính vì vậy, quan biết rằng người đàn bà không khóc chính là người đã lấy cắp tấm vải, bởi chỉ có người làm ra tấm vải này thì mới biết được cái sự giá trị và mới bật khóc trước công sức của mình bị cướp đi như thế. Và ngay bản thân các con, khi mà các con tự tay làm một món đồ gì đó mình yêu thích, nếu chẳng may món đồ đó bị người khác làm hỏng và làm mất thì chắc chắn các con cũng có tâm trạng vô cùng đau xót như người đàn bà bị mất cắp tấm vải. Chính vì vậy mà ông cha ta thường có một câu là gì nhỉ? À, cầm vàng mà lội qua sông, vàng rơi không tiếc, tiếc công cầm vàng, là như vậy. Như vậy ở đây các con thấy viên quan này không chỉ có tài xét xử mà ông là một người thấu hiểu tâm lý người đúng không? Hiểu được tâm lý của kẻ trộm. Và ở đây chúng ta cũng thấy rằng ông là một người vô cùng thương xót với những người dân lao động. Trong một lần quan vãn cảnh chùa, sư cụ trong nhà chùa đã nhờ quan tìm lại số tiền mà nhà chùa bị mất cắp. Vậy trong vụ án này, quan đã xét xử ra sao? Ai là người lấy cắp? Cô và các con chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong đoạn số 2 và các con sẽ trả lời cho cô câu hỏi. Kể lại cách quan án tìm kẻ lấy trộm tiền của nhà chùa. Lần khác, quan tới vãn cảnh một ngôi chùa, sư cụ đón tiếp kính cẩn, rồi nhờ người tìm hộ số tiền của nhà chùa bị mất. Quan nói sư cụ biện lễ cúng Phật, rồi gọi hết sư vãi, kẻ ăn người ở trong chùa ra, giao cho mỗi người cầm một nắm thóc và bảo: chùa ta mất tiền, chưa rõ thủ phạm. Mỗi người hãy cầm một nắm thóc đã ngâm nước rồi chạy đàn vừa niệm Phật. Đức Phật rất thiêng, ai gian, Phật sẽ làm cho thóc trong tay kẻ đó nảy mầm. Như vậy, ngay gian sẽ rõ. Mới vài vòng chạy, đã thấy một chú tiểu thỉnh thoảng hé bàn tay cầm thóc ra xem. Quan lập tức cho bắt chú tiểu, vì chỉ kẻ có tật mới hay giật mình. Chú tiểu kia đành nhận tội. À, như vậy ở đây câu hỏi này vô cùng dễ dàng. Nó chỉ là việc chúng mình tóm tắt lại ý của đoạn số 2 thôi. Thì ở đây các con thấy rằng trong vụ án này thì đầu tiên là quan nhờ sư cụ biện lễ cúng Phật này. Tiếp theo, quan cho gọi hết sư vãi kẻ ăn người ở trong chùa ra và giao cho mỗi người một nắm thóc đã ngâm nước, bảo họ
cầm nắm thóc đó vừa chạy đàn và vừa niệm Phật. Sau đó quan đánh đòn tâm lý, tức là gì? À, Đức Phật rất thiêng, ai gian Phật sẽ làm cho thóc trong tay người đó nảy mầm. À, quan biết rằng tất cả những người sống trong ngôi chùa này, à, họ đều có một lòng tin với thần Phật, đúng không? Họ sẽ tin rằng, à, Đức Phật là người sẽ sáng tỏ nhất ai là kẻ cắp và sẽ làm thóc trong tay người đó nảy mầm. À, và từ đó thì quan quan sát những người chạy đàn và quan thấy rằng một chú tiểu thỉnh thoảng hé bàn tay cầm thóc ra xem và lập tức cho bắt, bởi vì theo quan cho rằng chỉ có kẻ có tật mới hay giật mình mới phải lo sợ và hé bàn tay ra xem nắm thóc có nảy mầm hay không. Vậy thì vì sao quan lại dùng cách trên và chọn ý đúng để trả lời? Ở đây sách giáo khoa đưa ra cho chúng ta 3 đáp án. Đáp án thứ nhất là vì tin là thóc trong tay kẻ gian sẽ nảy mầm. B là vì biết kẻ gian thường lo lắng nên sẽ lộ mặt. Và C là vì cần có thời gian để thu thập chứng cứ. Chúng ta sẽ cùng nhau phân tích 3 đáp án này để lựa chọn đáp án đúng. Thì đáp án đầu tiên, vì tin là thóc trong tay kẻ gian sẽ nảy mầm. À, có phải không? Thóc trong tay kẻ gian sẽ không nảy mầm nữa các con ạ. Bởi vì thóc đó ngâm không đủ thời gian để có thể nảy mầm, nên chắc chắn đáp án này là đáp án không chính xác. Vì cần có thời gian để thu thập chứng cứ. À, vụ việc đã xảy ra rất lâu rồi. Nếu bây giờ mới thu thập chứng cứ, tìm nhân chứng, tìm vật chứng thì còn có thể tìm được không? Không, đúng không? Như vậy đáp án này cũng không phải là một đáp án chính xác, mà đáp án chính xác ở đây là đáp án B, bởi vì biết kẻ gian thường lo lắng nên sẽ lộ mặt. Ông là một người vô cùng am hiểu tâm lý con người trong xã hội, đúng không? Đặc biệt là tâm lý của những kẻ gian, những kẻ phạm tội. Chính vì vậy ông đã sử dụng cách này để có thể phá được vụ án này. Vậy thì theo con, quan án phá được rất nhiều vụ án như thế là nhờ đâu? À, quan phá được nhiều vụ án như thế là nhờ ông là một người thông minh quyết đoán này, nắm giữ được đặc điểm tâm lý của kẻ phạm tội, đúng không? Của người đàn bà ăn cắp tấm vải và của chú tiểu ăn cắp tiền của nhà chùa này. Ông bình tĩnh, tự tin, sáng suốt để giải quyết các tình huống này, biết vận dụng linh hoạt, sáng tạo các biện pháp để phá án này. Ông đồng thời cũng là một người có óc quan sát này, điều tra kỹ càng, phân tích và dự đoán nhanh. Và đặc biệt, ông là một người có tài xét xử, có tâm và vô cùng thương dân. Vậy thì từ đây chúng mình cũng rút ra được nội dung chính của bài tập đọc ngày hôm nay, đó chính là ca ngợi trí thông minh, tài sự kiện của vị quan án. Với tài năng ấy, chính ông đã góp phần giúp cho cuộc sống của mỗi người thêm thanh bình hơn, đúng không nào? Cô mời các con, chúng mình sẽ ghi lại nội dung chính của bài vào trong vở. Cô nhắc lại nội dung của bài tập đọc phân xử tài tình là ca ngợi trí thông minh, tài sự kiện của vị quan án. Như vậy, hiểu được nội dung của bài tập đọc này rồi, chúng ta sẽ cùng nhau bước sang hoạt động số 3, đó chính là hoạt động luyện đọc hay. Để có thể đọc hay được bài tập đọc phân xử tài tình thì các con phải lưu ý cho cô. Thứ nhất là về giọng đọc. Toàn bài thì các con phải đọc với giọng hồi hộp, hào hứng, đúng không? Để thể hiện được niềm khâm phục của người kể chuyện đối với tài sự kiện của quan án này. Ngoài ra các con phải lưu ý một số giọng đọc của các nhân vật, về nhân vật người dẫn chuyện như thế nào này, hai người đàn bà thì ra sao này, quan án thì như thế nào, được chưa? Và trong bài tập đọc này thì cô sẽ lựa chọn cho các con một đoạn để chúng mình có thể luyện đọc hay. Ở đây thì cô cũng đưa ra luôn những cái gợi ý về cách nhấn giọng này, một số từ ngữ mà các con phải nhấn giọng này, cách ngắt nghỉ câu, được chưa? Bây giờ cô mời các con lắng nghe cô đọc một lần đoạn văn này nhé. Quan nói sư cụ biện lễ cúng Phật, rồi gọi hết sư vãi, kẻ ăn người ở trong chùa ra, giao cho mỗi người cầm một nắm thóc và bảo: chùa ta mất tiền, chưa rõ thủ phạm, mỗi người hãy cầm một nắm thóc đã ngâm nước, rồi vừa chạy đàn, vừa niệm Phật. Đức Phật rất thiêng, ai gian Phật sẽ làm cho thóc trong tay kẻ đó nảy mầm. Như vậy, ngay gian sẽ rõ. Mới vài vòng chạy, đã thấy một chú tiểu thỉnh thoảng hé bàn tay cầm thóc ra xem. Quan lập tức cho bắt chú tiểu vì chỉ kẻ có tật mới hay giật mình. Chú tiểu kia đành nhận tội. Ngoài đoạn văn này ra thì các con có thể lựa chọn một đoạn văn mà mình yêu thích để luyện đọc thêm. Về nhà thì các con lưu ý là chúng mình sẽ ghi nhớ nội dung của bài, luyện đọc thêm bài tập đọc phân xử tài tình. Hoạt động số 3, luyện đọc hay, cũng là hoạt động cuối cùng trong tiết học ngày hôm nay của chúng ta.
Cảm ơn các con đã chú ý theo dõi và lắng nghe. Hẹn gặp lại các con trong những tiết học lần sau. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.